Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng xe mà gọi rất là ưa chuộng cho các bạn trẻ trong hiện nay. Đó là một dòng xe Fixed Gear Phoenix BF200. Mà quan trọng đó là gì? Giá cả của chiếc này như thế nào? Nó rất chi là hạt rẻ luôn nha. Chỉ với 2.980.000 wow, là có thể sở hữu được một chiếc xe Fixed Gear này. Tại sao một chiếc xe Fixed Gear này lại có giá hạt rẻ như vậy? Bởi vì chiếc xe này nó sản xuất ra với mục đích là dành cho tất cả anh chị muốn tập chơi hay là muốn làm quen với các dòng xe Fixed Gear, là dòng xe không thắng. Em sẽ đi chi tiết vô chiếc xe này như thế nào. Với cái giá mức giá là 2.980.000 thì nhà sản xuất đã cho mọi người là một cái khung hợp kim thép vô cùng là chắc chắn, vô cùng là cứng cáp để cho mọi người trải nghiệm một cách cứng cáp nhất. Với lại cái màu sơn, em đánh giá của em cái màu sơn rất chi là đẹp, rất chi là bóng. Như là mình so sánh với chiếc xe này với một chiếc xe tầm giá cao hơn như là Z5, Z8 thì cái lớp sơn này không thua kém một chiếc xe nào cả, mà giá thành nó chỉ có là 2.980.000 là anh em có thể sở hữu được một dòng Fixed Gear giá hạt rẻ như thế này. Với một cái chiếc xe hạt rẻ thì anh em trang bị cho anh em những gì? Thứ nhất là trang bị cho anh em một giò đĩa chính gốc của Phoenix, tự nhà sản xuất ra, tự nhà trang bị lên thì có một thành rẻ hơn với các giò đĩa nhập vô để nó gắn lên một chiếc xe. Bên cạnh đó thì nó sẽ kết cho anh em một cái gọng xích không chuyên, như là xích hạt động sẽ dành riêng cho dòng Fixed Gear mà kiểu chơi làm skill hay là làm những kỹ thuật khó. Nhưng mà chiếc xe này thì tập cho những anh em mới chơi thì là người ta sẽ dùng sợi xích thép không chuyên. Thì bên đó anh em sẽ có một cái ghi đông thẳng là sẽ giúp cho anh em chạy thì anh em sẽ có một cảm giác lái tốt hơn các dòng tay cong khác. Và tại sao nó lại có một cái ngàm thắng như thế này? Bởi vì nó hỗ trợ cho anh em mới tập chơi là sẽ có phanh được tốt chắc chắn hơn mà không cần phải sử dụng đến bàn đạp mà vẫn có thể phanh xe được. Rồi, đây là cái phanh hình chữ U kết hợp của nhà sản xuất gắn lên xe cho anh em để anh em có một trải nghiệm tốt nhất về dòng Fixed Gear này. Một điểm đặc biệt nữa dành cho chiếc Phoenix BF200 là được sử dụng 2 líp ở bánh sau, 1 líp đạp ngược và 1 líp đạp tới, vô cùng là linh động cho anh em mới tiếp cận dòng Fixed Gear. Nếu anh em mua chiếc xe này mà chạy không quen dòng Fixed Gear mà thắng chân thì anh em có thể mở hai con ốc này ra và đảo cái bánh lại và anh em có thể đạp như một chiếc xe bình thường mà không phải dòng Fixed Gear. Tối ưu 2 trong 1 cho anh em lựa chọn một con chiếc xe Phoenix BF200. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất trang bị cho anh em một cái yên cực kỳ mềm, cực kỳ dày, anh em có thể thấy để anh em vận hành trên một cái cung đường dài thì anh em có thể cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng con xe này. Với một chiếc xe 2.980.000 thì chiếc xe này sử dụng nguyên một cái bộ khung là của hợp kim thép, ghi đông là hợp kim thép, nhưng mà ngoại lệ cho anh em là chiếc vành này được làm hoàn toàn bằng nhôm để anh em vận hành một cách chắc chắn nhất khi sử dụng chiếc xe này. Nếu quan tâm thì anh em hãy liên hệ ngay cho Tâm Đức để anh em phòng kinh doanh có thể tư vấn size, tư vấn màu sắc và cách thức vận chuyển thế nào cho anh em một cách hợp lý nhất nha. Và video đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người.